Xin chào quý cô dì chú bác. Bây giờ mình đang đứng ở chợ, cổng chợ trung tâm xã Yên Hà, Phú Yên. Chợ này là rất là đông. Chợ này cách đi chợ rất đông. Chợ vừa rồi thì rất là ít người, Phú Yên vừa hết. Chợ này là chắc chắn là rất đông. Bây giờ mình cùng tất cả mọi người và các bạn khám phá xem nhé. Xin chào nhá. Xin chào mọi người đây. Xin chào cô giáo. Chúc cô giáo mình khỏe. Xin chào mọi người đây. Xin chào trung tâm chợ Yên Hà. Quý vị nhá. Như mỗi chợ mỗi khác quý vị ạ. Chợ vừa rồi là mình cũng quay nhưng mà rất ít người. Mà trời mưa nữa. Nhưng hôm nay trời rất là trong xanh. Trời rất đẹp. Trời. Đối diện với cổng chợ quý vị. Nhiều hàng, nhiều khách quý vị. Xin chào các cô nhé, các cô bán gì ấy? Bán hàng các cô. Bán hàng á. Hàng đấy. Tất này. Để cả những hàng sử dụng quý vị nhé. Rất là nhiều mặt hàng cơ động. Xin chào hai cô nhé. Đây là những hàng bạc. Hàng bạc trang sức cô nhìn. An ninh TV toàn công an cho tủ lạnh mà sao dần bí mà tiếc. Hôm nay đi chợ lại gặp em cô đây này. Đấy. Bao nhiêu năm mới gặp nhau đây. Bao nhiêu năm mới gặp nhau. 50 năm mới gặp nhau, nước thương nhau nước mắt lại chào đấy. Các cái dân tộc, các mặt hàng, các dân tộc kia, cái gì cũng có, cái gì cũng có. Quay các bạn xem các bạn nhé. Thì các ai mà thích mua cái gì thì mua, ai thích xem thì xem. Mình châu lại. Một cái mà cuốn mùn nạ. Cuốn mùn là cái bài. Dạ mà cái bài này. Một cuốn mùn này. À. Trước kia ở thôn Khun, Bằng Lang quý vị nhá. Giờ chuyển ra ở Cồn Bành. Yên Hà. Mình nhất là nhiều bạn bè. Xin chào nhá. Gõng lại. Gõng đây, dám gõng lại. Gõng lại. Khỏe. Chúc kiến tôi à. Mỗi chợ mỗi cái hay của nó quý vị nhé. Mỗi chợ mỗi hàng, mỗi chợ mỗi người. Có người vẫn bám trụ, có người đã đi đi bán chỗ khác. Cho nên là rất là hôm nay chợ rất đông. Các bạn chạy đi. Có nườm nượp nhiều quý vị nhé. Chắc là chợ Yên Hà, chợ này là chợ kỷ lục rồi. Lại gặp các anh điếu cày nè. Các cô rất là ngại, không muốn cho quay quý vị. Bên này là bên điểm tâm. Ai có nhu cầu, ai đói hãy về đây những cái gì nữa. Rất là hay. Cây của các cô đây. Cùng tận tình với quý khách. Ai cứ nhiều xã thì đến đây nhá. Nhiều xã tức là bụng đói. Ô cô mà. Núm cô hả? Nếm mút này.
tín mụn này, tín mụn này. Cổ đóng này. Nà quý. Cái bành. Cái bành này. Ô, cái bành hết cổ. Xà cây à? À, cây mà mắc cổ bà lái được. Không xa mấy được. Mắc cổ là không xa, quý vị nhé. Đấy, bạn là theo dõi mình là vừa học tiếng Mán vừa học tiếng phổ thông luôn đấy. Đây cũng là kia mùn gì? Dân tộc Giao quý vị ạ. Các chị dân tộc Giao ở rất xa quý vị nhé. Từ 10 sáng là đến đây rồi. Đây là những hàng dân giá quý vị ạ. Đây, những hàng ăn. Đây, những hàng rau cỏ. Rồi. Rau cỏ, đây là rau cỏ tự nhiên quý vị nhé. Cái bên kia là rau dớn quý vị, tự mọc. Sau này là chắc là tự sản tự tiêu, tự kiếm không nhận không? Quý vị nè, à, các con nè, ăn không hết rồi mang ra chợ bán. Hàng rau sạch quý vị nhé, không có thuốc trừ sâu, không bón đạm lân gì ạ. Đây là gừng nhỉ, chi nhỉ? Kiềm mùn lắn lại à? À, người Giao nói là như thế nào nhỉ? Thúi lại, à? Hả? À, luồng thúi à? Thúi, à, thúi. Bà lái xả này. À, 10.000 một cân. Sập tím một sản là 10.000 một cân quý vị nhé. Vâng. Các bạn vừa theo dõi lại vừa học tiếng nhé. Đây là bà dân tộc Tây. À, bà khai cái lăng bà. Khai thác nó là bán dâu. Bà dân tộc Tây. Tây quê. Đây là những hàng măng. Đây là đậu giá, tự ươm, tự mầm. Đây chỉ có dân tộc Mông và người tộc Nùng mới biết làm đậu giá như thế. Thì chị này là dân tộc Nùng. Bên này là dân tộc Giao, có người đang hỏi mua Giao đây. Đây Giao nhọn thì chị nhỉ? Là bao nhiêu một ấy nhỉ? Cái... một bao ấy nhỉ? Hai cái. À. Thế hai cái này là 300 nhé. Cái 300 nhé. Cái nhỏ kia là bao nhiêu chị? 150. 150. 200. 300. Dạ. Mua cho 20. Thế nhà mình tự làm gì, tự sáng chế gì? À vâng. Cảm ơn nhé. Đây là dân tộc Giao quý vị ạ. Đây là Giao đỏ nhỉ? Các bạn. Giao đỏ, các chị bán hàng, gia đình sản xuất ra thì mang đi bán, cuộc đồng làm ra của nhà làm nên thôi. Cảm ơn bà, cảm ơn bà. Bác hôm nay lại mở hàng bên này nhỉ? Ờ. Hàng các loại hàng các quý vị nhé. Hàng Phương Nam, dạ dày này rồi đại tràng này, viêm xoang này, tất cả các hàng. Đấy, là thuốc quý vị nhé. Ai ốm đau gì gặp bác rồi nhé. Đấy, số điện thoại nhé. Nên mà ai đến có mua thì xem tua lại nhé, tua lại hoặc là bấm vào cái nốt tạm dừng để xem số điện thoại cái gì nhé để liên hệ nhé. Mật ong đây là cái gì nhỉ, đây là cái gì?
tinh bột nghệ, tinh bột nghệ để chữa dạ dày, nguyên bột nghệ chữa dạ dày đại tràng, chữa các bệnh. Đây, ai liên hệ mua mật ong quý vị nhé, để mua mật ong. Đấy, mua bột nghệ quý vị nhé. Điện thoại số số đại quý vị nhé. Để mua thuốc chữa bệnh ở đây. Ai xem kênh này thì đến cái đoạn này thì hãy tạm bấm vào nút tạm dừng quý vị nhé, để xem số điện thoại để giao dịch mua mật ong, mua thuốc làm quý vị nhé. Chào đây, quay đi. Xin chào các bạn á, xin chào các bạn á, chúc các bạn mạnh khỏe nhá. Khai để lại ha, nè khai để lại ha. Các bạn bán hàng ở nhà, nhà chồng ăn cũng hết thì mang ra chợ bạn. Quay đi là chỗ khác cho nó về lấy. Cái cam này cam chắc cam cuối nhỉ? Cam cuối. Cam cuối. Đấy, cuối năm cuối tháng thì vừa là chụp ảnh. Chụp ảnh những gì? Vâng, đây chắc là quả nó cũng không được to lắm. Bán mức cân bao nhiêu ạ? 10.000. Chụp ảnh những gì? Chào các chị nhé. Quay để nhìn hàng, nhìn các chị bán hàng thấy vui lắm, quay ăn trầu. Cách ăn trầu thế nào nhỉ chị nhỉ? Đầu tiên như thế nào? Đầu tiên là là kiểu đấy. Đầu tiên thế này nó đau răng ấy. Thế ai bảo ai mi không có răng thì phải có cái cối giá cơ mà. Có không? Cái cối giá trầu này. Có. À thế này. Hay không chị? Cái này còn có răng chưa? 10 rồi. 6 rồi đấy. À, thế à? Đây 6 từ đấy. Bà này thì còn bà trẻ. Bà thì 16, 17 tuổi thôi. À, thế à? Bà này nhìn mới còn trẻ. Chắc khoảng độ 36 thôi. Chị năm nay bao nhiêu tuổi? Già lắm rồi. À, già lắm á? Chưa. Đây, chưa già đâu. Để cho cháu qua. Xin chào mọi người nhé. Đây là những hàng gì chị? Bạc à? Đồ trang sức của người nung đấy. À, đồ trang sức của người nung. Đây là người nung gì? Nhưng mà cứ nung sao lại không thấy mặc áo nung? Thế này không mặc đâu. À, thế á? Thế hôm đám cưới như này. Đám cưới mới mặc thôi. Thế à, đám cưới mới có cái loại chính hãng gì? Cái mặc chính hãng. Còn không thì mặc bình thường thế này thôi. Cái áo chính hãng, cái váy chính hãng nó là có còn cái u ở đằng sau nữa cơ, có phải không? Có u ở đằng sau. Cái u đằng sau nữa cơ, mới phải còn là chính hãng. Bản sắc dân tộc đi nhé. Là đi xin về bên ngan ngỗng quý vị nhé. Gà vịt ngan ngỗng. Cho con này. Tiếp con chó con thế đẹp. Có bán được hàng không em? Chắc hôm nay bán được nhỉ. Đây là hàng cá quý vị nhé. Rất nhiều cá. Cá hồ, cá biển, cá sông gì đấy. Bên này là hàng thịt quý vị, thịt lợn. Lợn rất đỏ. Đúng nghĩa là thấy thằng Thế Bảo bỏ. Cái gì rơi ấy? Cái gì rơi ấy? Quay video à? Vâng. Đấy. Bây giờ vẫn ở trong chợ hay là ở ngoài đấy? Vẫn ở bằng làng à? Biết rồi. Mình cứ cái hàng thịt nhà quê hết. Đúng không? Đảm bảo chất lượng. Hôm nay cháu bán được hàng không cháu? Không à. Rồi bao nhiêu năm mới gặp cháu đây? Bán hàng cháu bán hàng à? Không. Và... duy trì nhé, cố gắng nhé. Quay cháu.
Xin chào bác nhá. Khỏe chứ bác? Hôm nay chợ mua được cái gì nhiều không? Hàng ơi là hàng, rất nhiều hàng quý vị. À, chị dân tông nung à, từ đâu tới đây? Tiền ra má, tiền ra má à? À, cây bố à, một cái không phải xa mấy à? À, trước kia chuyển ở đâu xuống ấy? Tức còn chủ rau mà à, ở siêu thị chuyển xuống. À, dạ. Bây giờ gia đình chắc là không khá gì nhỉ? Kinh tế thoải mái rồi. Bây giờ còn nghèo lắm. Không nghèo đâu, chắc là từ siêu thị chuyển xuống quý vị ạ. Bây giờ tôi nung quý vị nhé. Đến ngày lễ ngày Tết thì các chị mới mặc cái quần áo nguyên bản, chứ còn bây giờ đi làm thì chắc đi chợ như thế này thôi. Vịt con à chị? Mấy chục ấy? À, hơn chục con à? Ừ. Già già thì nuôi vịt con ngan thôi. Gian hàng nhé các bạn gian hàng sao mông đây là sao sao mông đàn tính sao chúc inox mua thì hãy liên hệ nhé, số điện thoại 0334449505. Xin mời quý vị. Bét chục nào chết chục. Nhắn không chục đấy. Cái này hạ chục. Đây à, xin chào nó. Xin chào sếp. Tôi mình chơi cho gì. Đây là cái dây lưng, thắt lưng quý vị nhé. Người thầy mặc áo váy vào nó thắt vào một cái đoạn thắt lưng này nữa. Quay chiều này tối, chiều này nó trói nắng rồi. Đấy, đến khoảng 10 hàng, rất là nhiều. Giới thiệu nhá, tất cả đây là chợ Yên Hà. Mọi người nhá, quý vị nhá. Tất cả mọi người đây là chợ Yên Hà nhá. Thế tôi năm nay hôm nay là đi chợ Yên Hà đầu tiên. Còn giới thiệu các sản phẩm đi. Các sản phẩm bày bán ở chợ Yên Hà này, ai có nhu cầu sắm thứ nhất là cho bé này, từ cấp 1 đến cấp 2. Thế là đây là đo để may nhá. Đo để may. Còn là cái này con này, bên này. Bên này. Còn hết bên này. Đấy. Đây nếu mà nhu cầu của người, cái này là của dân tộc Tày đen. Tày đen. Đây quý vị nhá, tộc Tày đen. Rất dài quý vị nhá. Đây. Đây là váy. Váy Tày. Váy Tày gì? Váy Tày. Gọi là sư. Mặc đặc biệt thôi, không phải mặc chơi mà đi chơi là đây. Bản sắc dân tộc quý vị nhá. Từ đời xưa. Đây các những hàng từ đời xưa, bên này con này. Đây là cái dây thắt lưng này. Đây, cái này dây thắt lưng này. Còn cái dây này dây dao gì, dây dao đó con nào? Dây dao. Đây dây dao đây. Để cho các chàng dâu, chàng nàng dâu, chàng để đi ấy. Đi xây dựng gia đình ấy. Đây không? Đây các màu đây. Các màu. Xanh, đỏ, vàng nhá. Đây là dây thắt lưng. Các màu. Áo có quần đây, quần ống tròn. Các bà đây. Ống tròn. Cái hàng nhà tự may không phải buôn bán. Ta nhá, hàng tự may hết. Phục vụ các dân tộc rồi. Kinh Tày rồi là các dân tộc quý vị nhá. Bên này con này. Cái áo áo ta. Nghe. Áo mặc báo hiếu nhá. Báo hiếu. Áo ta. Áo ta báo hiếu. Báo hiếu là người mất quý vị nhá. Đây. Đây. Cái này là áo. Áo gì ạ? Áo của con trai nhá. Vâng. Áo con trai.
dân tộc. Dân tộc Tày nhá. Vậy Tày cũng để, Tày cũng mặc được này, mà Tày đen cũng mặc được như vậy nhá. Cái này Tày trắng nhưng cái này để ngắn này nó không vớt, còn may thích may dài nó có. Thích may dài may ngắn này phải đo. Quý vị nhá. Ai thấy thấy mặc vừa thì mua. Mua thẳng tại quầy đây. Vải các màu này. Từ lúc này rồi vải đã nhuộm. Đây xin chào mọi người nhá. Chào bà. Ô thủ từ xa từ tỏ này. Trai gái đấy. À xa gái à, cháu này. Kêu bà. Ồ. Xin chào bác nào. Bye ông nào, bye bye ông nào, bye bye nào. Bye bye ông nào. Bye bye nào. Bye bye ông. Xinh quá. Này xin chào mọi người nhá. Xin chào. Chào bác, xin chào các cháu xinh xinh nhá. Xin chào người đẹp. Thôi xin chào trung tâm chợ Yên Hà quý vị nhé, xin hẹn gặp lại.